Em ạ, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn yêu hoa phong lan trên toàn quốc. Ngày hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2017. Đại lý hoa lan rừng của em thì về rất là nhiều loại phong lan. Trước hết thì cho em xin tự giới thiệu lại là em tên là Trung, em ở trên Cao Bằng. Đại lý hoa lan rừng của chúng em hôm nay là gồm những cái loại mặt hàng thì em xin giới thiệu luôn. Trước màn hình của tất cả cô chú anh chị và các bạn từ nãy đến giờ là cái dây phi điệp khủng nhất mà từ trước tới giờ em lấy được. Đây là người mẫu của chúng em là cao 1m67. Và cái dây lan của em là từ trên xuống dưới, đây nó là cần cả một dây chứ không phải là chúng em đặt vào. Em quay cho một chút đi. Đấy, đây là một dây ạ, quay quay đằng sau ra. Đây là một dây ạ. Ok. Đấy, đây là một dề phi điệp tím lá nhựa Cao Bằng, rất là đẹp. Đấy, thân dài từ 80 phân đến 1m2. Đây, hầu như thân rất là đẹp ạ. Đấy, dề này thì em không đếm nổi, chắc là cũng phải tầm khoảng trên dưới 30 mầm gì đấy. Đấy, rất là đẹp. Đấy, thì dề này thì em xin phép được bán 9 triệu nhé. Đấy, để tiện theo dõi kỹ hơn và nó bằng cái giá của em phát ra thì em xin quay thật kỹ một chút. Đây là một cái mảng ở bên dưới. Đây, và một mảng ở bên trên. Cái này năm nay nó sẽ thành trở thành một cái suối hoa. Rất là đẹp luôn ạ. Em xin nói lại giá của cái dề khủng bố này là 9 triệu ạ. Đây, và cái mặt hàng phi điệp tím tiếp theo em xin được giới thiệu là cái này là hàng khóm. Đây, vì cái thời tiết mùa này thì nó khi mà khai thác về rất là hanh và hao cây rất là nhanh ạ. Đấy, thì chính vì thế là chúng em sẽ không bán theo cân nữa. Bán theo cân thì để từ giờ đến trưa thì chúng em không không thể bán được nữa. Đấy, thì cái giá của những cái dề này thì em xin cầm lên từng dề một cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem luôn. Đây, và giá luôn ạ. Dề này thì chúng em bán từ 300 đến 350 một mầm. Đây, mua nhiều thì chúng em sẽ bán 300 một mầm. Và mua ít thì chúng em sẽ bán 350 một mầm ạ. Đây là loại dài hơn một chút. Loại này thì nó dài tầm khoảng từ 40 đến 80 phân. 40 đến 80 cm ạ. Nhưng mà rất là đẹp ạ. Em phải nói là những cái loại ngắn là hầu như toàn lá mít hết. Đây, ví dụ như cái dền như cái cây này là cây lá mít này. Đây, cây này bị gãy mất rồi. Em sẽ lấy cây khác, cây đấy thì em sẽ không bán nữa. Đây ạ, hầu như là toàn lá nhựa với lại lá mít thôi. Một cây như thế này. Và cây này nó dài tầm khoảng 40 đến 45 cm ạ. Cây rất là khỏe luôn ạ. Đây, cây này mà khi mà cô chú anh chị và các bạn khi mà mua trồng á thì trồng ở nhà cho đến mùa xuân năm sau thì cô chú anh chị các bạn dùng thêm một chút chế phẩm sinh học là chế phẩm của thầy Hùng Nguyễn ấy ạ, thì kích vào gốc, phun cho em 1 tuần 2 lần trong một cái bình phun nước, bình xịt nước ấy ạ. Thì một cái bình đấy thì cô chú anh chị các bạn chỉ pha cho em hai giọt chế phẩm Hùng Nguyễn thôi. Cái phun 1 tuần 2 lần 1 tuần ạ. Thì em chắc chắn rằng là những cái khóm này nó sẽ cho cô chú anh chị và các bạn thành những cái dề rất là khủng luôn. Đây ạ, rất là đẹp ạ. Đây là những cái mầm này là dài tầm khoảng 35-40 phân ạ. Cả lô hôm nay rất là đẹp. Đây, em sẽ ưu đãi cho tất cả cô chú anh chị các bạn mà mua nhiều nhé, mua số lượng nhé, mua mầm theo số lượng nhé.
Còn bình thường thì em bán lẻ thì em sẽ bán 350.000 một mầm. Một khóm này ạ. 350.000 một khóm này. Đây. Đây có khóm rất là to. Thế chúng em sẽ bán solo và không nhặt không 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 lọc nhé. Tiếp theo cái này là cái loài 120.000 một mầm ạ. Loại này thì em không giới thiệu nhiều nữa bởi vì loại này thì em bán ở kênh của chúng em thì bán rất là nhiều rồi. Đây 120.000 một mầm đấy ạ. Có gồm một thân tơ với lại rất là nhiều thân già, thân trưởng thành. Đây ạ. Loại này thì dài tầm khoảng 30 phân đổ lại. 30, 20, 30. Mà lô này của em thì không có 20 đâu ạ. Đều tăm tắp 30 phân. Đây, lô này em bán 100 một 120.000 một khóm to. Đây ạ. Tiếp theo thì loại này thì nó dài hơn. Loại này thì có thân dài từ một từ 80 phân đến 1 mét 3 cơ. Đây ví dụ như thân này rất là dài đấy ạ. Đây. Rất là dài. Và một khóm như thế này chúng em sẽ bán. Đây một khóm như thế này nhá. Cô chú anh chị các bạn nhìn rõ nhá. Một khóm như thế này. Em sẽ bán là 600.000 một dề đấy ạ. Dài từ 80 phân đến 1 mét nhưng thậm chí nó dài hơn ạ. Đây là hình số 3. Em bán 600.000 một cái dề này. Đây. Và đây là 600.000 hai thân này đây. Đây. Và những cái lá vàng đang xuống lá đây. Này em không bứt đi. Đấy. Ở đây chúng em chỉ có chỗ này em chúng em chỉ có 4 5 khóm này ạ. Đây. Toàn bộ đây. Này là 4 mầm, em bán 1 triệu 200 nghìn. 4 mầm lá nhựa. Bốn mầm lá nhựa giá 120.000 à 1 triệu 200.000. 1 triệu 200.000 chỗ này nhé. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Rất là đẹp ạ. Đây em xin được giải ra một chút. Đây ạ. Cái này được hẳn một dề lan đẹp cực đẹp luôn. Đây còn loại bên này nó sẽ thân nó sẽ mập đẹp hơn dài hơn một chút nữa. Và khóm cũng to hơn một tí nữa. Đây bên này chúng em sẽ bán một dề như thế này là dao động từ 800 đến 900 nghìn. Đây ạ, rất là đẹp ạ. Em bán 800.000 một cái khóm này nhá. Thì coi như khóm này rất là dài. Khóm này phải dài đến 1 mét 4 mất đấy. Đây, như khóm này thì cũng có được cực đẹp đây. Thân vàng óng. Chỗ này chỉ có 4 khóm thôi nhá. Em bán giá 800.000 nhá. Một dề này. Còn dưới đây ba thân. Thế này cực kỳ to. Khá là nặng ạ. Này cực đẹp. Dưới này có ba thân tơ thôi. Nhưng mà thân của nó tím lịm luôn. Dề này em bán 1 triệu 200 nghìn. Đây ạ. Hai thân này em bán 1 triệu. Tại sao em bán 1 triệu?
Đây như cô chú anh chị và các bạn cũng đã biết rồi đấy. Cái thân này thì nó phình ở đuôi. Cái thân ngọn hoàn toàn và thân nó khá là đặc biệt. Để em có thể đặt cái dê này lên cho mọi người cùng xem. Cái thân này là khá là đặc biệt và rất là dài. Đây là một dê nhé. Đây. Hai thân này em không đánh xấu số là hai thân này em bán 1 triệu nhé. Tiếp theo đây là cái cáo dê. Em bán bằng 500 nghìn một dê. Lá xếp ạ. Lá xếp và là dê lá lướt phân nhánh. Đấy rất là to. Và hầu như là nó đều ở trên rừng nó cũng đang xuống lá như này. Nó cũng đang xuống lá như này. Thì cắt lá đi, cắt những cái lá đấy đi là xong. Em bán 500 nghìn một dê này. 4, 5 ngọn. 5 ngọn. Tương đương với 5... 100 nghìn một ngọn. Đây, dê rất là to, khủng bố luôn ạ. Tiếp theo, dê toàn dê bóc rừng ạ. Đây, ở ngoài đẹp lắm ạ. Đấy, 500 nghìn một dê này. Dê này cũng 5 ngọn, rất đẹp. Là xếp. Đây ạ. Tiếp theo đây nữa, đây đây là hai dê em chung lại và hai dê này em cũng bán 500 nghìn. Đây, đây là cũng hai dê nhá, và tất cả ba khóm này em bán 500 nghìn một khóm. Giá 500 nghìn một khóm ạ. Còn dê này em bán giá 1 triệu rưỡi. Em sẽ giới thiệu qua cái dê này luôn. Em bỏ cái cáp ra. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cặp lá. Xếp cây lá mít. Bản lá rất to. Đây. Bản lá rất to ạ. Bản lá rất to, hoa phân nhánh. Ví dụ anh cái. Bản lá rất to, hoa phân nhánh. Em xin phép được quay dựng lại cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem cái cây đuôi cáo này. Hiếm khi gặp những cây đuôi cáo nó to và nó khủng và cái hoa phân nhánh như thế này. Vì sao nó giá đắt là nó nhật là như thế ạ. Cây này gồm có một mẹ hai con lá xếp kít. À không phải một mẹ hai con mà một mẹ bốn con, năm con. Em cầm một tay như này và em để ngang cái cây ra. Em ôm cái cây, nó bồng cái cây nó lên như thế này này. Đây ạ. Đấy. Đây là một cái cây cực kỳ đẹp ạ. Em quay cái cây mẹ ra. Đấy, rất đẹp. Em bán 1 triệu rưỡi cây này nhé. Cáo lá xếp. Bản lá dày to. Em tạm gọi là cái lá mít đấy. Đây ạ, rất đẹp ạ. Tiếp theo là cái lan đai châu. Đai châu hôm nay nhà em về chỗ này chắc tầm khoảng 15 cân này thôi. Là châu phiên hôm nay em sẽ bán giảm giá nhỉ, vì đợt phiên này em bán em mua được khá là rẻ. Đá châu phiên này em sẽ bán giá 400 nghìn một cân. Khách nào ôm hết cả lô này thì em bán 300 rưỡi đấy nhỉ. Em bán luôn này để sáng mai em lại nhập một lô mới. Khách nào ôm cả lô hơn 10 cân này thì em bán 300 rưỡi cả lô ạ. Đây là đá châu. Tiếp theo là cái lan hạc vĩ.
Hàng Vĩ này thì mấy hôm vừa rồi thì hàng nước Việt thì hàng khan hàng quá. Là hôm nay thì em xin bán lan Hạc Vĩ của những cô con gái Lào xinh đẹp. Nên là xin giới thiệu với gia đình đây là cái Hạc Vĩ Lào ạ. Hạc Vĩ Lào khác Hạc Vĩ Bắc ở chỗ là thân của nó bé thon hơn, thân dài hơn, nhưng tuy nhiên cái hoa của nó, khuôn hoa khuôn bông của nó sẽ sổ số được nhiều mặt hoa đẹp hơn. Đây Hạc Vĩ Lào thì nó hoa màu trắng xanh này, trắng hồng này. Cái đấy màu hoa nó sổ số, thậm chí màu trắng tinh luôn. Thì em cũng không biết là cây nó như thế nào và nó nở hoa như thế nào. Thế em chỉ biết bán hàng giống như thế này thôi. Đấy, thì em không biết tuyển chọn như thế nào cho được. Thế nên là khách hàng là em khách hàng khi mà hỏi á, như bảo là cây nào hoa trắng, cây nào hoa xanh thì chuyển là chọn cho anh thì em chịu. Đấy, vấn đề này em không làm được ạ. Thì em chỉ bán xổ số như thế này. Và những cô gái Lào này thì em xin phép được bán giá thấp hơn là cô gái Việt. Thế giá của các bạn Lào này thì em bán giá 230.000 một cân đấy ạ. 230.000 một cân Hạc Vĩ Lào nhé. Cái thân cũng không thua kém gì Hạc Vĩ Bắc mình. Và thậm chí là hoa của nó, kết cấu hoa của nó còn sổ số ra và nhiều mặt bông còn đẹp hơn ạ. Đấy. Chẳng qua là nó khác ở cái Hạc Vĩ Bắc là Hạc Vĩ Bắc của mình ấy, thân nó to, thon, đều đẹp hơn. Được đẹp cái thân. Còn Hạc Vĩ Lào thì cái thân của nó sẽ thon dài. Thon dài nó sẽ không có cái ở ở ở ở đuôi ở ngọn á. Ở ngọn á thì nó sẽ không phình to như là Hạc Vĩ Bắc. Đây thì cái cách rất là đơn giản để cô chú anh chị và các bạn phân biệt Hạc Vĩ Bắc với Hạc Vĩ Lào. Đấy ạ. Đây là Hạc Vĩ Lào nhưng em nói lại giá là 230.000 một cân. Đây hàng rất là đẹp, xuống lái rồi. Tiếp theo cái này là cái Hoàng Thảo Long Tu. Long Tu nhà em cập nhật thường xuyên, liên tục ạ. Bởi năm nay hàng Long Tu này khá là khan. Thì thị trường ấy, những năm vừa rồi em làm thì nó đến thời điểm này thì nó có rất là nhiều rồi, nhưng hiện tại năm nay thì gia đình em cũng có rất là ít, mỗi lần chúng em chỉ về 20-30 cân thôi. Vì vậy là cái lượng khách hàng đặt khá là nhiều nữa, nên là cái mặt hàng của chúng em ấy nhiều lúc không đủ để phục vụ cho khách hàng. Đấy thì những khách hàng mà đặt mà lỡ mà có nhận muộn hơn 1-2 hôm ấy thì em cũng mong là khách hàng thông cảm cho gia đình chúng em. Đây Long Tu này em vẫn bán 300.000 một cân ạ. Đây Hoàng Thảo Long Tu Xuân. Và từ những mặt hàng tiếp theo ở đây thì em sẽ giới thiệu qua qua luôn, bởi vì là em bán những cái mặt hàng rất là thường niên ở gia đình em rồi. Cái bên trong này là cái u lồi, Hoàng Thảo u lồi với lại cái phi điều vàng. Đây u lồi 400.000 nhé. U lồi 400.000. Đây hôm nay về chỉ có tí thôi. Phi điệp vàng 150.000. Đây em giới thiệu qua qua thôi nhé, để đỡ mất thời gian của cô chú anh chị và các bạn. Hoàng Thảo đùi gà. Đấy, toàn hàng mê hàng gì. Hoàng Thảo đùi gà 200.000 ạ. 200.000 một cân Hoàng Thảo đùi gà. Rất là đẹp. Đấy, thậm chí có những dề rất là to. Ví dụ như dề này chẳng hạn. Em xin phép được quay cái dề này luôn. Đó là khủng bố đại tướng luôn ạ. Đây. Ví dụ như dề này. 200.000 một cân ạ. Bên này là Hoàng Thảo Ý Ngọc. Cây đã xuống lá ngon lành hết rồi. 200.000 một cân. Bên này là Hoàng Thảo Ngọc Thạch, thân nó vàng óng to hơn. 200.000 một cân. Địa Lan Mạc Quân Tử. 200.000 một cân. Và hôm nay đã có khách ôm hết lô này rồi. Đây, hôm nay đã có khách ôm hết lô này rồi. Chỗ này khoảng 50 cân ạ. Địa Lan Mạc Quân Tử rất là đẹp. Hoa nở Tết ạ, 200.000 một cân. Giáng hương đuôi cáo 150.000 một cân. Chỗ này có khoảng 40 cân. Và lô này khách cũng đã có khách ôm hết rồi. Khi mà khách ôm số lượng thì em bán giá sẽ rất là rẻ. Giáng hương đuôi cáo 150.000 một cân ạ. Kiều. Thảo kiều vàng. Đợt này thì hàng đợt này thì lan khá là có 1-2 cơn gió mùa đông nên là lan khá là vàng lá. Đây. Hoàng Thảo kiều vàng 200.000. Lan Len 150.000. Tiên Hài 150.000. Tam Tam Bảo Sắc. Tam Bảo Sắc 300.000. Hoàng Thảo Long Nhãn
Hoàng thảo long nhãn 150.000. Kiếm lô hội 150.000. Địa lan hồng hoàng 200.000. Đây là địa lan hồng hoàng 200.000. Đây tất cả những mặt hàng của gia đình em ngày hôm nay đây. Vâng em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip của em. Đừng đổ ra hết, đổ một nửa đấy. Đấy. Em quên mất. Tất cả những khách hàng mua lan của gia đình chúng em, những khách hàng nào mà có cần rêu để ghép lan ấy, thì gia đình em hôm nay có rêu nhá. Rêu này em không bán, mà em chỉ tặng thôi. Tặng tất cả cô chú anh chị và các bạn, những người mà mới chơi lan, những người đã chơi lan và những người thích chơi lan. Đây. Rêu rừng cao bằng xanh mướt và rất là nhẹ. Đây, hàng em xin nhắc lại là hàng này em không bán, em xin tặng tất cả cô chú anh chị và các bạn, những ai mua lan với đại lý hoa lan rừng của gia đình chúng em. Đây, muốn bao nhiêu cũng có, tặng bao nhiêu cũng được ạ. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi clip của em nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo ạ.